Ngẫm cách dạy con của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phạm Thu Hương để hiểu sự khác biệt trong tư duy giữa người giàu và người nghèo. Năm 2019, tạp chí Forbes công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam sở hữu các thương hiệu như Thành Thành Công, IPP Group, Kido, BTS, Vingroup, Alpha Nam. Từ vài năm gần đây, các thế hệ F1 của doanh nghiệp gia đình này đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao kinh doanh. Thừa kế thì dễ, nhưng kế thừa lại là việc khác. Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch tập đoàn Alpha Nam nhận định, với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup cũng không ngoại lệ. Là một tỷ phú tầm cỡ, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lại không phải là người hào phóng trong cách dạy con. Trái lại, ông vốn được biết là một người khá nghiêm khắc, dứt khoát và thống nhất trong việc giáo dục thế hệ tương lai. Trong bài phỏng vấn mới đây trên báo Tuổi Trẻ, hồi năm 2018, người giàu nhất Việt Nam chia sẻ, quan điểm của tôi là các cháu phải chịu khó lao động, yêu lao động và phải rèn luyện. Như cậu con trai đầu, ngày xưa ở bên Ukraine, sân nhà tôi rất rộng. Đến mùa hè tôi mua một xe gạch về đổ xuống sân. Cháu và mấy đứa bạn nữa cứ chở từ đầu này đến đầu kia sắp xếp xong là được 100 đô. Cứ như vậy làm miệt mài cả mùa hè. Ngay bây giờ cũng thế, cũng phải lao động. Như con bé út nhà tôi bây giờ cũng thế, ăn cơm xong là phải đi dọn bát, làm việc nhà. Quan điểm của tôi là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi, không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết xúm lại làm mới ra được. Ngay cái anh này, ông khoát tay chỉ cậu con trai đầu đang ngồi bên cạnh mình, bây giờ cũng phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được. Đây là cơ hội để cho anh ấy học hỏi. Nghe xem các chú các bác rồi bố làm việc như thế nào, chứ bình thường bạn ấy toàn tiếp xúc với đội trẻ hơn mình thì khó vươn lên được. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên VN Express, Chủ tịch Vingroup chia sẻ thêm, tôi có hai con trai và một con gái. Với con trai, ngoài dùng tình thương thì còn kèm nghiêm khắc, luôn tạo cho các cậu ấy những cơ hội để thử thách. Cậu thứ hai đang học đại học năm 2 ở nước ngoài, nhưng Covid trường cho nghỉ một năm. Tôi cho vào tập đoàn đi làm luôn. Nhưng trong công việc, người ngoài hay người nhà như nhau, làm tốt tôi sẽ tạo sân chơi hết sức, còn không được vui lòng tránh ra để người khác làm. Cậu cả bị lên xuống mấy lần rồi đấy, cứ làm được thì thăng chức, không được thì xuống thôi. Giàu có đến vậy nhưng thứ ông Phạm Nhật Vượng mong muốn để lại sau này cho các con không phải là tài sản kếch xù mà đó là bài học làm người. Với tư cách người bố, ông không giấu giếm bản thân muốn để lại tình thương yêu vô bờ bến và quan trọng nhất là muốn những đứa con của mình luôn là người tử tế, chứ không yêu cầu con cái phải làm đao to búa lớn. Tôi cũng không dứt khoát cứ phải cha truyền con nối, vì nếu con không làm được hoặc không muốn làm mà mình bắt ép thì chúng khổ. Con đẻ và con nuôi đều như vậy,